Nhiều người làm đồ chay như thịt gà, vịt hay thịt cá, làm gì họ hãy chưa quên được mùi vị của thịt thà. Cứ muốn nếm thử xem, họ nói rằng ăn thịt giả như vậy để đỡ thèm mà lừa gạt cái khẩu vị. Trong Phật giáo nhất định phải sửa đổi thói xấu này. Nếu không sửa đổi, trải qua thời gian lâu dài, e rằng sẽ chẳng còn người xuất gia nào ăn chay nữa. Tôi nghĩ rằng đã ăn chay thì ngay cả tên món ăn cũng không nên đặt tên gà vịt gì đó vào. Tôi hy vọng rằng mỗi người tín đồ Phật giáo cần có con mắt chọn lựa pháp, trạch pháp nhãn. Mình phải hiểu nhân quả, chứ lầm lẫn trong quá trình gieo nhân gặt quả. Ăn chay thì ăn cho thanh tịnh, chứ đừng nhớ mãi mùi vị thịt. Người ta làm đồ ăn theo hình dáng động vật khi con chim nhỏ này, tuy giả thì chẳng khác gì làm nhục đạo Phật. Người tín đồ không quan sát rõ ràng, tùy tiện cho là được. Trên căn bản làm vậy là thiếu trí huệ, không có mắt chọn lựa pháp, không thấu suốt nhân quả, chỉ mơ hồ mê muội mà thôi. Khi động vật bị giết, trong tâm chúng chất chứa lòng oán độc. Ngay lúc lâm chung, chúng sợ hãi thù hằn, muốn báo thù. Tâm lý oán độc căm thù ấy sản sinh ra độc tố. Cho nên, người ăn thịt chúng sanh tức là ăn độc tố ấy. Người ta gặp tai nạn, hỏa hoạn bất ngờ, đa số là do nói lời loạn xạ, vô trách nhiệm, ác độc, lếu láo mà ra. Mọi chuyện trên đời đều hết sức vi diệu, nhưng ít người nhận ra, giống như bán thuốc giả thì làm ăn khá ra, còn bán thuốc thiệt thì lại ế ẩm. Vì sao? Bởi vì không mấy người thật sự nhận thức ra được giá trị của thuốc thiệt. Nếu mình dịch hết kinh điển Phật ra mọi thứ tiếng, đem Phật Pháp tới tâm mỗi người thì đó mới là việc vĩnh cửu. Tại sao ở chùa nhỏ thì không tốt? Bởi vì ở đó quý vị sẽ chẳng có sự câu thúc. Nơi đó quý vị không phải quán tự tại, mà là ăn tự tại, mặc tự tại, ngủ tự tại, đi tự tại, nên rất dễ quên mất việc tu đạo. Mỗi ngày chỉ biết có phan duyên, thói quen này là đòn phá hoại Phật giáo đến chí mạng. Ha ha ha, 问什么的说